Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem một cái động cơ phát điện hãng Bowman, một hãng sản xuất máy của Ý. Thì đây là một cái động cơ rất là lạ, cũng lần đầu tiên được thấy. Cũng xin phép anh chủ tàu để được quay cái máy lạ này cho anh em trên cộng đồng mạng xem. Thì có thể rất nhiều anh em tiếp xúc với máy nhiều thì những cái máy này không còn xe lạ, nhưng mà một số anh em thì chưa từng tiếp xúc thì vào video mình xem chơi để biết ha. Thì đây mình sẽ quay cái máy Bowman, nhưng mà nó có cái ký hiệu Aperture. Máy Bowman được sản xuất Aperture Industry, made in Italy. Anh em xem ha, mình lấy nét video cho anh em xem. Made in Italy với công suất của nó là 256 kW, thì nó rơi vào tầm 345 ngựa. Thì ở trên tàu này được trang bị hai máy phát điện được sơn màu vàng của hãng Bowman rất là đẹp. Bên này vẫn có một máy nữa, thì còn máy chạy của tàu là máy Mitsubishi 830 ngựa được đập thùng chính hãng. Còn bây giờ mình sẽ quay hai máy phát điện Aperture Bowman được sản xuất tại Ý anh em xem. Máy sơn màu vàng rất là đẹp, nó có thiết kế cái bình nước ngọt có chữ Bowman, nhưng mà bình nước ngọt nhìn rất là nhỏ. Ở đây như là lọc sẽ đi tổng thể một vòng để quay hệ thống máy phát điện trên con tàu cho anh em xem. Máy thì của Ý, nhưng mà được đóng cái mạc là Bowman Aperture. Tổng thể anh em xem đây, nó được đấu vô bình điện để phát ra những cái chạy gia tăng phô 1.500, phát ra bóng 1.500 quá. Chờ 5 phút nhân đôi. Ở đây có cái turbo của máy và hệ thống lấy gió của turbo rất là bự. Máy này nó làm cái hệ thống lấy gió của turbo đây. Hệ thống lấy gió của turbo to kinh khủng luôn, to bằng cái thùng nước 20 lít nữa. Được đấu vô bình điện cũng được sơn màu vàng. Motor điện, đấu vô motor điện. Mình hay quen kêu là bình điện nhưng thực sự nó là motor điện nha anh em. Các cái chân máy đều của máy Bowman hết, Bowman. Máy được sơn tổng thể màu vàng rất là đẹp. Ống bô của máy cũng khá là lớn. Thấy đặc biệt là nó làm cái bầu nước ngọt rất là nhỏ. Nước ngọt đã làm mát cho máy rất là nhỏ. Bowman thì điện theo phần cái máy này, máy phát điện là cấu tạo nó giống như máy xe vậy đó. Cái bình nhớt của nó mình gõ lon ton này, nó không có chịu lực của tổng thể máy nha anh em. Đây bản tắp lô đồng hồ của máy phát điện. Đây mình sẽ quay thêm một cái máy
bao man bên này nữa cho anh em xem, nó cũng giống như máy bao man bên kia. Đây hệ thống turbo của máy lấy gió. Máy bao man này chắc có lẽ là nhỏ hơn máy bên kia, thì mình sẽ đi một vòng luôn cho anh em xem tổng thể của máy. Tắt chớ của máy khá là nhỏ rồi. Bên này có bình đờ của máy nè, hình như nó đờ bằng 12V thôi đây. Những cái máy nhỏ này nó chỉ đờ bằng bình 12V chứ không phải bình 24V. Mình thấy nó hai cái cực bình chỉ đấu vô trong cái bình 12V này thôi. Đây. Máy bên này máy 4. Máy bên này máy 4 chứ không phải máy 6 anh em. Nó cũng của Bowman nhưng mà nó có 4 lắp thôi. Bồn gió của máy nó làm hơi khuyết á. Bồn gió của những cái máy này nó làm rất là nhỏ, không khác như máy thủy. Máy thủy thì nó chứa nhớt nhiều lắm. Đây hệ thống 4 cái co dầu của máy nó vô. Nhưng mà nó đi tới 6 co dầu, 2, 4, 6. Này nó vẫn là máy 6 anh em ơi. Ở trước này nó có 4 cái lắp riêng, về sau này nó có 2 cái lắp đôi. 4 cái lắp trước của máy nó làm 4 cái lắp riêng, về sau này nó làm 2 cái lắp đôi. Này vẫn là máy 6 chứ không phải máy 4. Mình sẽ quay kiểm tra cái công suất của máy anh em xem. Máy bao man đây, đây công suất của máy đây. Máy này công suất nhỏ hơn máy bên kia 194 kW. Thì mình sẽ coi xem thử 194 kW nhân 1,36. Thì máy này chỉ có 264 ngựa thôi. Máy này 264 ngựa với dòng tua 1500 dòng và được sản xuất tại Ý. Đó có chữ Made in Italy anh em xem. Rồi, đây là bên này kết cấu của hệ thống điện đấu vào. Thôi video mình quay tới đây nó cũng khá là dài rồi. Mình quay cho anh em hai cái máy phát điện rất là lạ. Thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha anh em. Máy này 264 ngựa và máy bên này là 350 ngựa. Thì tổng thể hai cái máy phát điện này nó tầm 600 ngựa để chạy do cái dàn thống điện của con tàu dài 25 m. Thì một con tàu lưới rút sử dụng hệ thống điện bóng 1500W, một hệ thống điện rất là sáng. Này máy này nó làm 6 cái lốc máy khác so với máy bên kia. Nó cao ngựa hơn. Ok, đây là tổng thể bên trong của một cái con tàu composite. Trong đó có cả máy chạy, máy phát điện. Đây, hai máy phát điện và một máy chạy. Máy chạy Mitsubishi được đập nguyên thùng. Và trong cái video trước mình có quay tổng thể của máy Mitsubishi 830 mã lực này rồi. Thì anh em nào chưa xem tổng thể của cái máy chạy 830 mã lực của Mitsubishi đập thùng với giá trị hơn 2 tỷ thì vào cái video hôm trước của mình đã xem. Đây là hệ thống máy được đấu với nầu cảo lên phía bên trên để dùng để cạo lưới.
Thôi, video cũng khá là dài. Thì mình xin được kết thúc video tại đây. Mọi người xem kênh thì nhớ bấm like, chia sẻ bài và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Xin chào và tạm biệt.